Update thứ hai. Bây giờ là 5 giờ chiều. Theo quan sát của mình, cá mẹ đã đẻ hết cá con trong bụng. Em nó đã lấy ra được body thon gọn rồi. Nhìn hai bên hành hồ nè, trên rong cũng như ở dưới hang hốc đá cực kỳ nhiều cá con. Cá con vừa sinh ra đã có khả năng tự ăn uống, bơi lội và trốn tránh những nguy hiểm từ môi trường xung quanh. Phân cặn trong mấy ngày qua và nước ối của cá mẹ làm cho nước bị ô nhiễm. Mình sẽ tách cá mẹ và cá con ra hai hồ riêng biệt. Sau một hồi vớt vớt đếm đếm thì mình tổng kết được gần 100 em cá con. Một số lượng kỷ lục của em cá mẹ vì đây là lần đầu em nó đẻ. Có một sự thật ít ai biết là cá bảy màu có khả năng lưu trữ tinh trùng. Chỉ cần một lần duy nhất thụ tinh với cá trống, cá mái sẽ đẻ 2-3 lần sau đó mà không cần cá trống. Chu kỳ mang thai của cá bảy màu rơi vào khoảng 25-30 ngày. Nên mình sẽ tiếp tục vệ sinh hồ, chà rửa sạch sẽ và thay toàn bộ nguồn nước mới cho những em cá tiếp theo. Với những ai nuôi cá số lượng nhiều thì công việc này lặp lại gần như hàng ngày. Với mình, việc chăm sóc những em cá từ lúc còn bé cho tới khi lớn, tách đẻ và đếm số lượng cá con lại một lần nữa chính là động lực để mình tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê nuôi cá bảy màu. Tiền bạc có thể mất đi, nhưng đam mê không bao giờ từ bỏ.